đó không chỉ là một xu hướng mới trong giáo dục mầm non trên thế giới và của cả Việt Nam. Chính vì thế mà hiện nay thì có rất nhiều các phương pháp giáo dục hiện đại tiên tiến được áp dụng trong giáo dục mầm non, và một trong những phương pháp đó chính là phương pháp giáo dục STEAM. Và trong năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Sát cũng đã triển khai một hoạt động giáo dục STEAM tới tất cả các trường mầm non trong huyện. Và ưu điểm của phương pháp giáo dục STEAM đó là trong giáo dục STEAM, trẻ em học tập chủ yếu dựa vào quá trình giải quyết nhiệm vụ, trẻ mầm non học ngoài chơi, chơi bằng học. Chơi chính là cách học tự nhiên và đem lại hiệu quả tốt nhất đối với trẻ. Học bằng cách chơi có chủ đích cho các trẻ tìm tòi, đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Và đặc biệt là những trò chơi càng đòi hỏi nhiều các kỹ năng, ví dụ như là giao tiếp, giải quyết vấn đề thì sẽ càng giúp trẻ học tốt hơn. Tuy nhiên thì trong cái năm học này, phương pháp giáo dục STEAM là một phương pháp rất là mới. Chính vì thế mà việc tiếp cận và lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM là một việc làm cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và tôi là một giáo viên công tác tại trường mầm non thị trấn Bát Sát. Đây chính là một ngôi trường trung tâm của huyện, và trường này có môi trường rất là khang trang và trình độ thì dân trí rất là phát triển, trẻ em thì thông minh nhanh nhẹn. Và bên cạnh mục tiêu của trường đang hướng tới chính là trường mầm non chất lượng cao, và bên cạnh cái việc là dạy học theo cái phương pháp truyền thống thì việc tiếp cận với lại phương pháp giáo dục tiên tiến hiện đại như là phương pháp giáo dục STEAM là một việc làm vô cùng cần thiết. Và bản thân tôi cũng là một giáo viên đứng lớp phụ trách lớp 5 tuổi A2 trường mầm non thị trấn Bát Sát. Thì qua một quá trình giao tiếp với trẻ thì tôi nhận thấy là trẻ của lớp tôi rất là thông minh và trẻ rất là muốn ham hiểu biết về thế giới xung quanh. Chính vì vậy mà tôi luôn mong muốn được áp dụng cái phương pháp giáo dục tiên tiến hiện đại này đối với học sinh lớp mình để giúp cho trẻ có thể làm tự tin hơn, chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và đó cũng chính là lý do tôi lựa chọn biện pháp lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM vào các hoạt động giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi lớp mẫu giáo A2 trường Long thị trấn Bát Sát. Và trong quá trình thực hiện thì tôi cũng gặp phải những thuận lợi và khó khăn như sau. Thứ nhất là về thuận lợi. Bản thân tôi thì rất là may mắn trong dịp hè 2020 thì có được tham gia cái lớp tập huấn tiếp cận học coi chơi và ứng dụng STEAM do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức. Thứ hai, bản thân là một giáo viên trẻ luôn yêu nghề mến trẻ và có đủ năng lực trình độ chuyên môn. Và lớp mẫu giáo 5 tuổi tôi phụ trách với tổng số là 35 học sinh thì đa số trẻ trong lớp rất là thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là trẻ rất là ham tìm tòi khám phá. Và ban giám hiệu nhà trường thì cũng luôn đi sâu, đi sát, tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do sở cũng như là phòng tổ chức. Và đồng thời ban giám hiệu cũng đã chuyên môn nhà trường cũng đã tập huấn lại cho giáo viên về nội dung giáo dục STEAM ngay từ đầu năm học. Và môi trường cơ sở vật chất thì lớp học rất là khang trang và đều đáp ứng đủ mọi cái điều kiện dạy và học cho giáo viên. Và thuận lợi tiếp theo đó là các bậc phụ huynh thì rất là nhiệt tình tham gia và ủng hộ phong trào của lớp cũng như là của trường và cũng thường xuyên ủng hộ những vật liệu để làm những đồ dùng buổi trưa cho các con. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì tôi cũng gặp phải một số những khó khăn như sau. Thứ nhất là số học sinh trong lớp thì khá là đông, và trong lớp tôi phụ trách thì có một trẻ khuyết tật và một trẻ bị tăng động, và chính vì thế mà việc áp dụng cái phương pháp giáo dục tiên tiến hiện đại đối với lớp mình phụ trách thì cũng phần nào bị hạn chế. Thứ hai đó là tài liệu tham khảo cái phương pháp giáo dục STEAM thì chưa nhiều, mà giáo viên sẽ phải nghiên cứu và tìm tòi thêm ở trên thông qua các trang điện tử. Thứ ba là một số ít phụ huynh thì chưa thực sự hiểu rõ về phương pháp STEAM và chưa hiểu chính những cái cách học của trẻ mầm non, chính vì thế mà chưa có cách hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất. Và mục đích của biện pháp đó là biện pháp nhằm đưa ra cách thức lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM vào trong các hoạt động giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi lớp mẫu giáo A2 trường mầm non thị trấn Bát Sát. Mục đích thứ hai đó là giúp cho giáo viên có thể lựa chọn những cái dự án phù hợp với lại đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhu cầu nhận thức của trẻ và đặc biệt là phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của nhà trường cũng như là của địa phương. Thứ ba đó là giúp cho trẻ mạnh dạn, tự tin và đưa ra ý tưởng sáng tạo, và trẻ rất là thích tham gia trải nghiệm với những cái ý tưởng sáng tạo đó. Thứ tư đó là giúp cho cha mẹ trẻ thấy được cái tầm quan trọng của bậc học mầm non, và từ đó thì làm công tác phối kết hợp với lại nhà trường và giáo viên cũng tốt hơn. Về tính mới của biện pháp thì là phương pháp giáo dục STEAM là cái phương pháp rất là mới và là năm đầu tiên được áp dụng tại tỉnh Lào Cai nói chung và của huyện Bát Sát nói riêng. Chính vì thế mà những cái biện pháp tôi đưa ra thì là điều mang tính mới và được áp dụng tại trường, tại lớp mẫu giáo 5 tuổi A2 trường non thị trấn Bát Sát. Về các biện pháp tôi đưa ra các biện pháp nhỏ như sau. Thứ nhất đó là nghiên cứu tài liệu xây dựng môi trường hoạt động STEAM.
thứ hai đó là tìm hiểu các dự án phù hợp, thứ ba là lồng ghép các dự án trong các hoạt động giáo dục, và thứ tư đó là tuyên truyền kết hợp với phụ huynh. Thứ nhất là nghiên cứu tài liệu xây dựng môi trường hoạt động STEAM, thì nhận thấy đây là một nội dung rất là mới và là quan trọng trong công tác chuyên môn của năm học 2020-2021. Nên ngay từ khi được tham gia cái lớp tập huấn cơ sở giáo dục và đào tạo Lào Cai tổ chức, thì bản thân tôi tập huấn trong cái quá trình tập huấn thì luôn luôn là nghe và tiếp thu và lĩnh hội. Ngoài ra khi trở về nhà trường thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã tập huấn lại cho giáo viên chúng tôi những nội dung liên quan đến chuyên môn và đặc biệt là những nội dung liên quan đến giáo dục STEAM. Và trong cái quá trình mà tập huấn tham gia tập huấn thì là tôi cũng thường xuyên là trao đổi với lại bạn bè đồng nghiệp để những cái thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện là lồng ghép STEAM trong các hoạt động giáo dục. Bên cạnh những việc nghiên cứu tài liệu thì bản thân tôi nhận thấy là việc xây dựng môi trường hoạt động STEAM rất là quan trọng. Ngay từ đầu năm học thì tôi đã phối kết hợp với lại giáo viên của lớp xây dựng cái góc STEAM trong lớp và góc STEAM ngoài trời. Tất cả những cái đồ dùng hoặc những cái góc STEAM mà chúng tôi xây dựng thì đều đảm bảo các yếu tố, đó là phải có không gian cho trẻ hoạt động, hai là đồ dùng và đồ chơi thì là phải phong phú và phải sắp xếp làm sao mà phải đảm bảo cho trẻ có thể tự lấy và tự cất đồ dùng đồ chơi đúng như quy định. Trên đây là một số hình ảnh đồ dùng STEAM, đồ dùng góc STEAM mà chúng tôi đã thực hiện. Và bên cạnh đó thì là cái những cái vật liệu ở trong cái đồ dùng góc STEAM thì chúng tôi sử dụng những cái vật liệu rất là gần gũi và quen thuộc với trẻ, ví dụ như là quay kem màu này, lõi gỗ này, mổ gỗ nhỏ này, những vỏ nhau hay là những ống hút nhựa hay quả bong bong hay là nắp chai, đấy là những vật liệu mà rất là gần gũi và quen thuộc đối với trẻ. Thứ hai là về tìm hiểu các dự án phù hợp, thì khi đưa ra bất kỳ một dự án nào thì tôi đều căn cứ vào chương trình khung của giáo dục và đào tạo và khung chương trình phát triển của nhà trường để có thể là nhằm đảm bảo những cái kiến thức và kỹ năng cần đạt của trẻ trong cùng độ tuổi. Và đối với lớp đông phụ trách thì là qua cái thời gian tiếp xúc với trẻ thì tôi nhận thấy là trẻ của lớp mình rất là yêu thiên nhiên, lại thích khám phá thế giới xung quanh và đặc biệt là rất là thích tham gia những hoạt động trải nghiệm. Chính vì thế mà tôi đã đưa ra một bảng dự kiến các dự án ngay từ đầu năm học về các dự án thực hiện trong cái chủ đề. Ví dụ như là trong cái chủ đề trường mầm non thì tôi có dự án đó là làm đèn lồng cho bé hay là hoa nở trong nước. Ví dụ như là chủ đề nghề nghiệp thì chúng tôi có cái dự án đó là tạo hình bác nông dân, hay là chủ đề phương tiện giao thông thì làm mô hình xe buýt. Và trên đây là một số những hình ảnh của chúng tôi đã thực hiện trong cái năm học này. Dự án qua các tháng, ví dụ như là đây là dự án đèn lồng, đây là dự án hoa nở trong nước, hay là dự án lọ hoa sinh. Và đây là dự án đó là làm điện thoại và dây dẫn âm thanh. Hay là trong chủ đề nghề nghiệp thì chúng tôi có dự án đó là tạo hình bác nông dân, hoặc là chủ đề phương tiện giao thông thì có dự án đó là làm mô hình xe buýt, hay như chủ đề gần đây nhất mà chúng tôi đang thực hiện đó là dự án hiện tượng, chủ đề hiện tượng tự nhiên thì có dự án đó là làm chung gió. Và bản thân giáo viên như chúng tôi mỗi khi đưa ra những dự án thì phải luôn căn cứ vào độ tuổi và đối tượng học sinh của mình để đưa ra những cái dự án rất là phù hợp với lại khả năng nhận thức cũng như là cái nhu cầu của trẻ. Thứ ba đó là lồng ghép các dự án STEAM trong các hoạt động. Khi mà đã lựa chọn được những cái dự án phù hợp thì tôi sẽ đưa vào lồng ghép trong các chủ đề, và trong mỗi một chủ đề đó thì là tùy thuộc vào các dự án thì sẽ có các cách thức tổ chức và những cách khác nhau. Ví dụ như là trong cái hoạt động khám phá thì thông thường giáo viên học sinh chỉ được thực hành thụ động dưới cái sự hướng dẫn của giáo viên, nhưng khi mà ta lồng ghép sự tin vào thì chúng ta có thể là tạo ra tình huống để đưa ra những tình huống để trẻ có thể giải quyết tình huống đó, và từ đó thì giúp cho trẻ khắc nhau khắc sâu và ghi nhớ thêm cái kiến thức về bài học. Và đặc biệt là bên cạnh đó thì chúng tôi thường hay tổ chức cho trẻ tham gia những hoạt động khám phá như là làm những cái thí nghiệm nhỏ đơn giản như là trồng cây thủy canh này, hoặc là làm bắp cải nổi màu, hay là như là dự án lửa phun trào và dự án quả bóng chữ phổi. Qua những cái dự án này thì là trẻ sẽ phát huy được cái sự sáng tạo của trẻ và phát huy được cái trí tò mò sự hứng thú của trẻ tham gia vào các hoạt động. Hay như là trong cái hoạt động tạo hình thì là thông thường khi kết hợp tạo hình thì giáo viên phải sử dụng những cái đồ dùng, những nguyên vật liệu có sẵn, ví dụ như là đất nặn, bút màu hoặc là keo kéo, giấy màu. Nhưng khi mà ta lồng ghép STEAM vào trong các hoạt động tạo hình thì là những cái sản phẩm của trẻ sẽ trở nên phong phú hơn, và đồng thời là những cái vật dụng mà trẻ sử dụng, những cái đồ dùng mà trẻ sử dụng sẽ được đa dạng hơn. Ví dụ như là trong cái dự án đó là làm khung ảnh gia đình thì là trẻ có thể là sử dụng quả bom bom hay là hoa cắt màu hoặc là các hình học. Hay là trong cái dự án đó là về chủ đề thế giới thực vật là hoa, trong cái tiết tạo hình hoa thì là trẻ có thể là sử dụng nắp chai để làm hình bông hoa. Hay là trong cái tiết chủ đề thế giới thực vật thì là có thể là trẻ có thể làm cây từ đôi bàn tay.
Trang viết chủ đề trong cái chủ đề nghề nghiệp thì là trẻ có thể là các ứng nông dân từ nó dễ trong khoảng bốn bản rất là được rất là quen thuộc. Còn đối với việc lồng ghép STEAM cho các hoạt động đó là văn học thì là trong cái tiết học văn học ấy, thì thông thường giáo viên thường là hay kể một câu chuyện đó là một mạch từ đầu đến cuối và đưa ra những cái câu hỏi nội dung liên quan đến câu chuyện đó. Nhưng mà khi mà ta lồng ghép STEAM vào trong các hoạt động văn học thì không phải tất cả những cái dự án mà giáo viên đưa ra đều có những câu chuyện liên quan đến cái nội dung đó, thì giáo viên có thể là sáng tạo ra những câu chuyện đó và kể cho trẻ và đưa ra những cái tình huống để giúp cho trẻ là giải quyết vấn đề, từ đó để giúp cho trẻ khắc sâu và ghi nhớ hơn những nội dung câu chuyện. Hay như trong hoạt động làm quen với toán thì là những cái kỹ năng mà trẻ thực hiện trong cái dự án STEAM thì góp phần hình thành những cái kỹ năng toán sơ đẳng, ví dụ như là độ dài, kỹ năng đếm hay là kỹ năng phân biệt đường khối. Cho nên thì chúng tôi có cái dự án đó là làm cái dự án đó là làm điện thoại có dây dẫn âm thanh, thì trẻ sẽ phải thảo luận với nhau về hình dáng chiếc điện thoại và vật liệu để làm ra cái chiếc điện thoại đó, và trẻ phải xác định được là chiều dài dây dẫn là bao nhiêu và trẻ phải dùng chất liệu dùng vật liệu gì để có thể là đo chiều dài của dây dẫn. Và từ đó thì qua cái hoạt động là làm điện thoại có dây dẫn âm thanh thì trẻ có thể là học được cái kỹ năng đó là đếm và cái kỹ năng đó là đo độ dài. Việc lồng ghép STEAM vào trong các hoạt động giáo dục làm cho cái tiết học trở nên ý nghĩa hơn và hứng thú hơn, và những cái câu hỏi mang tính gợi mở thì sẽ giúp nó kích thích được cái trí tò mò và sự sáng tạo của trẻ, và trẻ sẽ tiếp thu kiến thức của một cách tự nhiên hơn. Và qua các chủ đề của dự án thì là trẻ không những được củng cố rèn luyện những cái kiến thức và kỹ năng mà trẻ đã học, mà bên cạnh đó thì trẻ còn mở rộng thêm những kiến thức và kỹ năng mới. Còn trong hoạt động góc thì tôi với lại đồng nghiệp cũng đã xây dựng cái góc STEAM ở trong lớp, và trong cái góc này thì chúng tôi cũng cho trẻ tham gia vào những cái hoạt động trải nghiệm phù hợp với chủ đề. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn xây dựng cái hoạt động ngoài trời đó là riêng của khối 5 tuổi, và trong cái hoạt động ngoài trời thì chúng tôi tổ chức cho trẻ tham gia những cái hoạt động thường xuyên để trẻ nhằm tạo cho các con có một sân chơi mở, và bên cạnh đó thì là giúp cho phụ huynh đến gần với trẻ hơn một cách tự nhiên. Và ngoài ra thì là những cái hoạt động ngoài trời chúng tôi tổ chức thì có thể là tổ chức theo lớp hoặc là theo khối để trẻ có thể là được giao lưu với nhau, và từ đó thì trẻ sẽ học hỏi lẫn nhau qua cái hình thức là học ngoài trời. Tiếp theo là về cái hoạt động ngày hội thì là đầu năm học thì chúng tôi có cái ngày hội Tết Trung Thu, thì cũng tổ chức cho trẻ làm cái dự án đó là đèn lồng, và trẻ sẽ đưa ra những ý tưởng khác nhau, từ đó thì cái sản phẩm trong cái dự án STEAM thì rất là phong phú đa dạng. Hay như trong tháng 12 thì là trường chúng tôi đã kết hợp với lại các trường sẽ tổ chức cái ngày hội STEAM trẻ, vì là trong ngày hội STEAM thì là trẻ được tham gia rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau, và bên cạnh đó thì là trẻ còn được tham gia giao lưu với lại các bạn ở trong trường sư phụ, và từ đó thì giúp trẻ sẽ tự tin hơn và mạnh dạn hơn. Một là tuyên truyền kết hợp với phụ huynh, thì để đạt được hiệu quả cao trong bất kỳ một phương pháp giáo dục nào thì bản thân tôi nhận thấy là việc kết hợp với lại cha mẹ trẻ là một việc làm vô cùng cần thiết. Nhận thấy điều đó thì ngay từ đầu năm học trong cái buổi học phụ huynh thì tôi cũng trao đổi với phụ huynh về những cái nội dung học của con, và trong đó đặc biệt là nhấn mạnh đến cái nội dung giáo dục STEAM, thì đây là một nội dung rất mới để phụ huynh có thể nắm được cái kiến thức của con em mình. Ngoài ra thì thông qua những giờ đón trả trẻ thì tôi trao đổi với phụ huynh những nội dung rất là ngắn gọn và liên quan đến nội dung học hàng ngày của con, để phụ huynh nắm được khi về nhà có thể là củng cố và có thêm kiến thức cho con em mình. Ngoài ra thì bảng thông tin tuyên truyền cũng là một cái hình thức gắn kết giữa giáo viên và phụ huynh. Trên cái bảng thông tin tuyên truyền thì chúng tôi cũng đưa ra những nội dung thay đổi nội dung thường xuyên để phụ huynh có thể là nắm được cái nhìn tổng quan về lớp học của con em mình. Và một cái nữa đó là chúng tôi thông qua cái hệ thống Zalo nhóm lớp, thì trên cái hệ thống Zalo nhóm lớp này chúng tôi sẽ trao đổi về cách thức phương pháp và chăm sóc và giáo dục trẻ, thì đó là thống nhất với phụ huynh. Bên cạnh đó thì ngoài ra là khi mà tổ chức những dự án STEAM, chúng tôi thường là hay chụp ảnh và quay video của mình cho phụ huynh, thấy được là nội dung của con em học mình học cách thức học của con em mình, và từ đó khi trở về nhà thì phụ huynh có thể là sáng tạo cùng con này hoặc là chơi cùng với con, thay vì là việc là cho trẻ xem TV hay là chúng ta có nhiều. Về khả năng áp dụng của biện pháp thì với những cái biện pháp này thì tôi đã thực hiện và áp dụng tại lớp mình phụ trách và cũng đạt được những cái hiệu quả nhất định. Và những cái biện pháp này thì tôi nghĩ là không chỉ có thể là áp dụng được với lại lớp 5-6 tuổi do tôi phụ trách, mà có thể áp dụng được với tất cả các khối lớp trong trường tôi và tất cả các trường mầm non. Và tôi tin rằng là các bạn đồng nghiệp của mình với những cái sự sáng tạo không ngừng nghỉ thì sẽ có thật nhiều những cái hoạt động dự án STEAM cho trẻ.
về hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp. Thứ nhất đó là trước khi áp dụng biện pháp thì sự tiên chính là một phương pháp giáo dục mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên đây là một phương pháp rất là mới, chính vì thế mà giáo viên chưa biết cách thức để lồng ghép sự kiến thức và thực tiễn, chưa biết lựa chọn những cái dự án phù hợp với lại đối tượng học sinh và phù hợp với lại điều kiện thực tế của địa phương. Thứ hai đó là giáo viên cũng chưa phát huy được cái vai trò chủ thể là trẻ, chưa linh hoạt sáng tạo trong khi tổ chức các hoạt động dự thi, chính vì thế mà chưa kích thích được cái trí tò mò của trẻ. Còn sau khi áp dụng các biện pháp thì tôi cũng thu được một số kết quả như sau. Thứ nhất là đối với trẻ thì là trẻ rất là yêu thích hoạt động và trí tưởng tượng của trẻ phong phú hơn, trẻ rất là tích cực, say mê tham gia vào những cái hoạt động dự thi và trẻ có kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn. Và đồng đặc biệt đó là trẻ rất là yêu thích được đến trường, yêu cô và yêu bạn hơn. Và sau quá trình thực hiện các biện pháp thì tôi cũng tiến hành khảo sát trẻ dựa trên các nội dung đánh giá và cũng đạt được kết quả, đó là chúng tôi đánh giá trên các nội dung về sự sáng tạo, tự tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, sự kiên trì, sự tập trung và kỹ năng hợp tác. Thì như ban giám khảo cũng nhận thấy là từ cái thời điểm đầu năm và đến thời điểm hiện tại thì có cái sự chuyển biến rõ rệt. Thứ hai là đối với giáo viên thì trong quá trình giáo viên thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo cái phương pháp giáo dục dự thi thì giáo viên cũng được đã tích lũy được cái kinh nghiệm cho bản thân và từ đó thì bước đầu đã đưa những cái kiến thức dự thi đến với trẻ một cách tự nhiên hơn. Thứ hai đó là bản thân giáo viên thì cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm trong khi mà những cái hoạt động được tổ chức giáo dục dự thi và từ đó thì giáo viên cũng sẽ tích cực nghiên cứu tìm hiểu tài liệu và đưa ra nhiều hoạt động trải nghiệm những cái dự án phù hợp đối với trẻ. Thứ ba là giáo viên thì cảm thấy rất là yêu nghề và mong muốn là mình tạo ra nhiều cái cơ hội trải nghiệm thực tế để giúp cho trẻ có nhiều kiến thức. Còn đối với phụ huynh thì là phụ huynh sẽ cảm thấy rất là vui, thú vị và rất là mong muốn là con sẽ được tiếp cận với lại những phương pháp giáo dục tiên tiến mới để giúp cho trẻ có thể là tự tin hơn và sáng tạo hơn. Và phụ huynh tin tưởng tuyệt đối vào giáo viên và từ đó thì là giáo viên cảm thấy rất là yêu nghề, yên tâm công tác. Và điều đặc biệt đó là phụ huynh tham gia nhiệt tình hơn, sôi nổi hơn trong tất cả các hoạt động của phong trào của lớp như là của nhà trường. Và con đường tới với STEAM là vô cùng thú vị, đặc biệt là khi chúng ta quan sát một đứa trẻ tham gia vào các hoạt động STEAM thì trẻ rất là tích cực, say mê và thỏa mãn được trí tò mò, cái sự sáng tạo của trẻ và hơn hết là cái tình yêu, cái niềm đam mê đối với khoa học và công nghệ của trẻ được nảy sinh. Và trên đây là phần trình bày khác của tôi, rất là mong nhận được sự đóng góp từ phía ban giám khảo. Và trước khi dừng lời, tôi muốn nói gì hơn, xin kính chúc hội đồng ban giám khảo mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Thank you.